Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Video này mình sẽ review cho các bạn một cây siêu phẩm đến từ Juni. Đó là một cây sáo DJ trị giá 6 triệu đồng. Và cây này thì các bạn chắc cũng đã từng nhìn thấy rồi. Đây là cây anh Juni anh sử dụng để thổi bài Hồng Nhan xưa. Tuy nhiên là tông đấy là tông son, còn đây là tông si các bạn nhé. Đấy. Trước khi đi vào cây sáo thì mình sẽ review phụ kiện nhé. Đây có một quyển sách hướng dẫn học sáo này, một cái bao đựng sáo. Bên trong chúng ta sẽ có những phụ kiện khác khá là đầy đủ. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái túi zip lock nhé. Túi này thì mùa đông hoặc là trời ẩm chúng ta sẽ đựng sáo vào thì rất là yên tâm. Đây là một cái túi nhung rất là xịn. Có thể rút như này. Túi nhung này. Tiếp theo là một gói phụ kiện. Thì đây là gói màng rung, duy nhất một gói. Đó. Và có cả tem đàng hoàng, có cả số seri ở đây. Đấy, rất là xịn, mình chưa mở gói này ra và mình cũng chưa có dán cái gói này. Thế đây là một cái chỉ là một cái tác thôi. Tiếp theo một ốp bảo vệ màng rung. Một cái dây treo. Cuối cùng là một cục a dao. Như vậy là tất cả phụ kiện nó cũng khá là đầy đủ và cơ bản. Cây sáo của chúng ta thì được bọc bằng hai đầu bằng sừng hoa, sừng thật các bạn nhé. Cái này sẽ có giá bằng với 8885. Tuy nhiên là 8885 thì sừng đã không còn nữa rồi. Cái này thì có sừng và cuốn dây dù màu đỏ. Đấy, cái phần chữ này thì mình trông nó cũng, nói chung là không biết có phải là một cái loại biến thể của đại loại là kiểu người ta viết thư pháp ấy, nó ngoằn ngoèo, hay là đây là một dạng chữ khác, không phải là chữ tàu. Đấy. Không biết có phải chữ phạn hay chữ gì không thì mình không biết nhé. Nhìn nó không giống chữ Trung lắm. Đó, cái sáo nhìn rất là chất, to, tông si, cầm khá là to so với những cây sáo giá rẻ. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào âm thanh nhé. Giác là âm thanh nó khá là cân bằng giữa các quãng. Đấy, quãng 1 thì rất là to và rõ ràng. Quãng 2, nhất là những cái nốt ở trên cao ấy. Thứ nhất là cái tiếng rung của nó rất là tốt. Nó rung rất là tốt và rất là trong, rất là chắc. Đấy, các bạn có thể thấy là son 2, nốt son 2 rung rất là rõ này. Si dáng 2 cũng rõ và rất là chuẩn. Nó không bị non cũng không bị già. Đấy. Nói chung là cây này khá là tốt. Cùng giá với 8885. Thì mình thấy theo cái đánh giá chủ quan của mình thì mình thấy cây này nó hơn một số điểm. Thứ nhất là đầu nó bọc sừng. Đấy. Thứ hai là mình cảm giác là âm thanh cái này lên quãng cao nghe nó rất là chắc, nó chắc tiếng, nó ít cái tiếng xỉ. Rất là ít. So với 8885 thì mình thấy là cái quãng cao của nó khá là tốt hơn. Và dây này là dây dù thì nó quấn, thứ nhất là nó đẹp hơn dây cước, thứ hai là nó chắc hơn. Đấy, dây dù này mình cảm giác là nó to và nó chắc hơn dây cước. Đấy. Còn ngoại hình thì tùy các bạn, mỗi người sẽ thích một kiểu.
Đó. Dùng cây sáo rất là đáng tiền. Nói chung là lên cao rất là tốt. Đó. À, mình sẽ khớp beat với ca khúc Nhất Tiễn Mai nhé.